mối quan hệ đặc biệt mẫu mực và vô cùng trong sáng, hết mực thủy chung giữa hai nước Việt Nam và Lào đã được các lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hẳn và Chủ tịch Suphanuvong trực tiếp đặt nền móng, được dày công gây dựng, gìn giữ, vun đắp bằng mồ hôi, công sức và cả xương máu của thế hệ quân và dân hai nước. Thực sự trở thành tài sản vô giá, là mối quan hệ có 102 trong lịch sử thế giới. Đúng như Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hẳn đã khẳng định, trong lịch sử cách mạng thế giới đã có nhiều tấm gương sáng chói về tinh thần quốc tế vô sản, nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ có sự đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt lâu dài toàn diện như mối quan hệ Lào-Việt Nam. Còn Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đúc kết mối quan hệ đặc biệt, quý báu và thiêng liêng này trong 4 câu thơ bất hủ. Thương nhau mấy núi cùng trèo, mấy sông cùng lội, mấy đèo cùng qua. Việt, Lào, hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long. Ngày 5 tháng 9 năm 1962, sau khi Hiệp định Geneva về Lào được ký kết, Việt Nam và Lào đã nhất trí thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra một chương mới trong sự nghiệp củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và giành độc lập của mỗi nước, sự gắn bó khăng khít, sự phối hợp giúp đỡ vô tư trí tình trí nghĩa giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam và Lào đã trở thành sức mạnh vô song và là nhân tố quan trọng góp phần đưa cách mạng hai nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, tiến tới thắng lợi hoàn toàn vào năm 1975. Sau khi hai nước được giải phóng hoàn toàn vào năm 1975, để đưa quan hệ Việt Nam-Lào phát triển toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu, hai nước đã ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác vào ngày 18 tháng 7 năm 1977. Đây là văn kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới, toàn diện của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt-Lào. Kể từ khi hai nước ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác quan hệ Việt-Lào bước sang trang mới, từ liên minh chiến đấu chung một chiến hào sang hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia có độc lập chủ quyền. Hơn 60 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, mặc dù tình hình khu vực quốc tế thay đổi không ngừng, nhưng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Với quyết tâm không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ giữa hai nước, lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nhà nước đã tăng cường gặp gỡ, thường xuyên trao đổi đoàn. Thông qua các chuyến thăm và làm việc đã khẳng định quyết tâm tăng cường nâng cao mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong tình hình mới, phù hợp với tình hình thực tế của mỗi nước. Chính phủ hai nước đã thúc đẩy quan hệ hợp tác trực tiếp toàn diện, kết nghĩa từ trung ương tới địa phương, thường xuyên trao đổi đoàn trên các lĩnh vực công tác. Hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Lào cũng liên tục được quan tâm, thúc đẩy, trở thành nền tảng lâu dài trong quan hệ Việt-Lào. Năm 2021, mặc dù đại dịch COVID-19 bùng phát đã tác động nghiêm trọng tới hai nước, nhưng kim ngạch thương mại song phương vẫn đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2020. Năm 2022, kim ngạch thương mại đạt gần 1,7 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 20% so với năm 2021. 6 tháng đầu năm 2023, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam và Lào đạt 835 triệu đô la Mỹ, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Lào xuất khẩu sang Việt Nam đạt 567 triệu đô la Mỹ, gấp hơn 2 lần so với con số 268 triệu đô la Mỹ kim ngạch mà Việt Nam xuất khẩu sang Lào. Về đầu tư, Việt Nam là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Lào sau Trung Quốc và Thái Lan. Các công ty Việt Nam đầu tư vào Lào gần 260 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 5,4 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo, văn hóa du lịch. Đặc biệt trên các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế, hai nước Việt Nam-Lào luôn phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau, tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp với các nước thành viên ASEAN khác trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN và duy trì đoàn kết, đồng thuận của ASEAN trong các vấn đề chiến lược ở khu vực. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, với truyền thống đoàn kết cùng quyết tâm và nỗ lực của lãnh đạo và người dân hai nước, Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, góp phần tích cực
vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa hội nghị, nhân dịp xuân mới Giáp Thìn, thay mặt ban tổ chức, lời đầu tiên tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất tới các vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị. Kính thưa hội nghị, để điều hành hội nghị được nhịp nhàng và thành công, tôi xin thông qua chương trình làm việc của hội nghị như sau. Một là văn nghệ chào mừng. Hai, tưởng nhớ tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cây Xoản Phong Vi Hàn, cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ cùng các đồng chí hội viên đã khuất. Ba, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Bốn, các đoàn đại biểu lên trao tặng hoa. Năm, kết nạp hội viên mới. Sáu, báo cáo tổng kết kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Các 7 là các ý kiến tham luận. 8 đọc quyết định khen thưởng và trao thưởng. 9 đại biểu lãnh đạo hội thành phố phát biểu. 10 đại biểu lãnh đạo huyện phát biểu. 11 tiếp thu ý kiến chỉ đạo cảm ơn và bế mạc. 12 chụp ảnh lưu niệm. Và sau đó chúng ta được quên thân mật. Kính thưa các vị đại biểu, để tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sĩ đã khuất, tôi xin trân trọng kính mời các đại biểu và toàn thể các đồng chí đứng dậy với tư thế nghiêm trang nhất để dành phút tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ. Để tưởng nhớ và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, của dân tộc ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới và Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cây Xoản Phong Vi Hàn, người đã tâm huyết đồng hành cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng lên tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt của hai nước Việt Nam Lào. Tưởng nhớ tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị đại tướng huyền thoại của nhân dân, người anh hùng, người anh cả của lực lượng vũ trang ta, tổng tư lệnh đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam ta, và tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân và cuộc đời tươi trẻ của mình vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả, vì hạnh phúc của nhân dân. Những giọt máu đào của các anh đã tô thắm thêm truyền thống 4.000 năm lịch sử của dân tộc Việt Nam anh hùng và 80 năm truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Xin tưởng nhớ tới các đồng chí cán bộ và hội viên đã từ trần, đều là những công dân gương mẫu tích cực tham gia góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp và gia đình hạnh phúc. Cầu chúc cho các đồng chí ở cõi vĩnh hằng, nơi những âm phần được siêu linh tịnh độ yên giấc ngàn thu, xin dành phút tưởng niệm bắt đầu. Xin kính mời các vị đại biểu an toàn. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể các đồng chí, trong không khí tưng bừng của những ngày đầu xuân mới năm Giáp Thìn
2024 với khí thế thi đua sôi nổi của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của cả nước, mừng sự phát triển vượt bậc của đất nước, của thành phố Hải Phòng và địa phương chúng ta. Được sự nhất trí của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Kiến Thụy và hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng, hôm nay chúng ta gặp mặt tại đây mừng đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới và mừng cho tình đoàn kết hữu nghị, quan hệ Việt Nam Lào không ngừng phát triển, đơm hoa kết trái. Đồng thời tổng kết hoạt động của chi hội năm 2023, đề ra phương hướng hoạt động năm 2024, qua đó tiếp tục khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi chúng ta đối với sự phát triển của quê hương, đất nước và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt vĩ đại của Việt Nam Lào. Về dự buổi gặp mặt mừng đảng mừng xuân của chi hội hữu nghị Việt Nam Lào hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu đã về dự. Đại biểu của thành phố, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Văn Trà, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng đã về dự, để chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Quốc Huynh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng đã về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đào Hồng Phúc, trưởng ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự tại Lào của thành phố Hải Phòng đã về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Trong đó, đoàn của thành phố có các đồng chí trong thường trực của hội và thường trực quân tình nguyện và chuyên gia quân sự tại Lào cũng về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu huyện Kiến Thụy, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Tiến Thuật, Ủy viên Ban chấp hành huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đào Văn Tuân, Chánh văn phòng huyện ủy, ông Nguyễn Văn Mạnh, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội, ông Đặng Bao Huy, Phó trưởng phòng nội vụ huyện, ông Nguyễn Văn Ước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, ông Phan Thanh Quân, đại diện hội cựu chiến binh viên của huyện đã về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các vị đại biểu, về dự buổi gặp mặt và tổng kết hôm nay của chi hội Kiến Thụy, tôi xin trân trọng giới thiệu đại biểu của các đơn vị bạn, ban liên lạc của chi hội hữu nghị Việt Nam Lào quận Kiến An do đồng chí Trần Văn Luật, phó chi hội trưởng làm trưởng đoàn, để chúng ta nhìn thấy hoan nghênh. Chi hội hữu nghị Việt Nam Lào quận Đồ Sơn do đồng chí Nguyễn Văn Cốn, chi hội trưởng làm trưởng đoàn, để chúng ta nhìn thấy hoan nghênh. Chi hội chúng ta hôm nay về dự có 110 đồng chí hội viên, về dự đã đông đủ và các chị, các em là phu nhân của đồng đội chúng ta cùng về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các quý vị, trong ngày vui hôm nay, chúng ta rất vui mừng được đón các đoàn đại biểu khách quý về dự đã có đãng hoa tươi thắm chúc mừng buổi gặp mặt của chúng ta. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Lương Minh, chi hội trưởng chi hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy lên nhận hoa chúc mừng của đoàn đại biểu. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Hiền, phó chi hội trưởng lên nhận hoa chúc mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Văn Trà, phó chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng lên tặng hoa. Nhiệt liệt hoan nghênh. Xin trân trọng cảm ơn ông Vũ Văn Trà. Tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Quốc Huynh, chủ tịch hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng lên tặng hoa. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Tiến Thuật, ủy viên huyện ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện lên tặng hoa. Xin trân trọng kính mời ông.
đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Xin cảm ơn ông Phạm Tiến Thuận. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Hoàng Trung Quân, Phó Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 38 Quân Tiên Phong Viện Chính trị lên tặng quà. Tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đào Văn Viễn, Chi hội trưởng Chi hội cơ sở Hội hữu nghị Việt Nam Lào của xã Tiên Phước lên tặng quà. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Xin cảm ơn đồng chí Đào Văn Viễn. Kính thưa các vị đại biểu, có thể nói rằng sự gắn kết của các đồng chí đồng đội, cựu chiến binh của sư đoàn 38 quân trong huyện Kiến Thụy sau khi rời khỏi quân ngũ đến nay về tham gia với chi hội hữu nghị Việt Nam Lào của huyện Kiến Thụy, quân số có thể gần 1/3. Trước hết, hôm nay đồng chí Hoàng Trung Quân thay mặt cho ban liên lạc của Hội cựu chiến binh sư đoàn 38 quân tiên phong huyện Kiến Thụy đã về dự và các đồng chí trong thường trực đã về dự, đề nghị hội nghị chúng ta nổ một tràng pháo tay thật đoàn đã. Xin chúc mừng các đồng chí. Thưa ủy quyền của Hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố, tôi xin đọc quyết định kết nạp hội viên mới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng, Hội hữu nghị Việt Nam Lào số 11 QĐVL Hải Phòng ngày 28 tháng 11 năm 2023 quyết định về việc kết nạp hội viên mới Hội hữu nghị Việt Nam Lào Hải Phòng. Điều 2, các hội viên nói trên sinh hoạt tại chi hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy có trách nhiệm thực hiện điều lệ của Hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố. Điều 3, quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Điều 4, các ông bà thư ký Hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố, chi hội trưởng chi hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy, các hội viên có tên tại điều 1, căn cứ quyết định thi hành ký thay chủ tịch, phó chủ tịch thường trực Hoàng Xuân Sơn đã ký. Quyết định thứ 2, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng, Hội hữu nghị Việt Nam Lào số 01 QĐHVL Hải Phòng ngày 10 tháng 1 năm 2024 quyết định về việc kết nạp hội viên mới Hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng, căn cứ quyết định số 802 QĐUBND ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt điều lệ của Hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng khóa 2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng xét đề nghị tại tờ trình số 15 TTHVL ngày 6 tháng 1 năm 2024 của Chi hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy về việc đề nghị kết nạp hội viên mới năm 2024. 1. Bà Nguyễn Thị Mùi, sinh năm 1955, trú quán số 4595 đường Thiên Đôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng. 2. Bà Trần Thị Kim Dung, sinh năm 1963, trú quán tại số 22, tổ 25, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng. 3. Bà Vũ Thị Hà, sinh năm 1967, trú quán tại số 6/249 đường Thiên Đôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng. 4. Bà Lê Thị Dinh, sinh năm 1959, trú quán tại thôn Thống Nhất, xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. 5. Bà Nguyễn Thị Huyên, sinh năm 1963, trú quán tại thôn Vũ Vị, xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Điều 2, các hội viên nói trên sinh hoạt tại chi hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy có trách nhiệm thực hiện điều lệ của Hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng. Điều 3, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4, các ông bà thư ký Hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng, chi hội trưởng chi hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy, các hội viên có tên tại điều 1, căn cứ thi hành thay mặt ban chấp hành chủ tịch Phạm Quốc Huynh đã ký.
tôi xin trân trọng kính mời các thành viên có tay trên lên sân khấu để nhận quyết định. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể hội nghị, trong không khí tưng bừng của ngày đầu xuân năm mới 2024, trước sự phát triển vượt bậc của đất nước, thành phố và địa phương, đặc biệt sau thành công rực rỡ của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam Lào diễn ra tại thủ đô Hà Nội và gặp mặt kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng tháng 12 năm 2023. Hôm nay chúng ta họp mặt tại đây để mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới và mừng cho mối quan hệ Việt Nam Lào không ngừng phát triển, đơm hoa kết trái. Đồng thời tổng kết hoạt động của chi hội năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024. Qua đó tiếp tục khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi chúng ta đối với sự phát triển của đất nước, địa phương và mối quan hệ vĩ đại đặc biệt Việt Nam Lào. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban chấp hành chi hội xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí cán bộ hội viên luôn vui khỏe, bình an, gia đình hạnh phúc và chúc cho buổi gặp mặt của chúng ta thành công tốt đẹp. Sau đây thay mặt cho ban chấp hành chi hội, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động của chi hội năm 2023 và triển khai cái hoạt động của năm 2024. Phần 1, kết quả hoạt động năm 2023. Năm 2023 chúng ta có một số cái đặc điểm tình hình liên quan đến tổ chức và hoạt động của chi hội như sau. Về thuận lợi, năm 2023 ban chấp hành và các chi hội cơ sở được kiện toàn, các thành viên ban chấp hành mới đa số là hội viên đều nắm chức năng nhiệm vụ của chi hội và chức trách nhiệm vụ của mình, hăng hái nhiệt tình, đoàn kết, trách nhiệm cao trong các hoạt động của chi hội. Và trong năm vừa qua thì chi hội chúng ta luôn được sự quan tâm chỉ đạo định hướng tương đối kịp thời của lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Kiến Thụy và các cơ quan chức năng của huyện Kiến Thụy, và sự quan tâm của liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và cũng như hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố. Bên cạnh những thuận lợi, chúng ta có những khó khăn như sau.
Thứ nhất là đa số hội viên và các thành viên ban chấp hành là tuổi cao trên 60 tuổi. Nhiều đồng chí là sức khỏe yếu, hoàn cảnh gia đình và điều kiện kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Đầu năm 2023, đồng chí chi hội trưởng Đồng Đức Lân từ trần do bệnh hiểm nghèo. Mọi cái chủ trương kế hoạch định hướng của trên đồng chí không kịp bàn giao, cho nên cũng ảnh hưởng đến cái hoạt động của chi hội. Thế kết quả hoạt động của chi hội chúng ta trong năm 2023 thì có nổi lên một số vấn đề như sau. Một là hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị và đối ngoại nhân dân. Chi hội thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, các quy định, chủ trương của Đảng, Nhà nước và thành phố cho cán bộ hội viên về công tác đối ngoại nhân dân nhằm tăng cường đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, Lào Việt Nam. Tháng 3 năm 2023, chi hội đã tổ chức gặp mặt mừng Đảng mừng Xuân, tổng kết hoạt động 2 năm 2021-2022 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2023. Thông qua buổi gặp mặt này, ban chấp hành chi hội đã lồng ghép nội dung tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, Lào Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ hai nước phát động năm 2022 và sau cái đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam Lào được tổ chức ở thủ đô Hà Nội, thì ban chấp hành chi hội đã chủ động tổ chức thông tin tuyên truyền đến từng hội viên về kết quả của đại hội. Qua đó đã góp phần nâng cao được cái nhận thức và trách nhiệm của cán bộ hội viên trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ xây dựng củng cố tình đoàn kết hữu nghị vĩ đại, đặc biệt với nhân dân, với nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào. Đội văn nghệ của chi hội đã tham gia nhiều chương trình văn nghệ do các tổ chức hữu nghị và các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức. Các tiết mục văn nghệ của chi hội tập trung ca ngợi tình đoàn kết hữu nghị vĩ đại, đặc biệt hai nước Việt Lào. Qua đó đã góp phần nâng cao cái hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại của chi hội. Hai là công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức hội. Tháng 3 năm 2023, ban chấp hành chi hội đã được kiện toàn. Theo đó, ban chấp hành mới gồm 27 thành viên, trong đó có 9 thành viên là thường trực ban chấp hành. Ông Phạm Đức Minh được bầu giữ chức danh chi hội trưởng, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức nhân sự và đồng chí nghĩa. Ông Ngô Đăng Hải đoàn xã, phó chi hội trưởng, phụ trách công tác thi đua khen thưởng, thông tin tuyên truyền và đối ngoại. Ông Nguyễn Văn Điền ở Thanh Sơn, phó chi hội trưởng, phụ trách công tác kiểm tra và văn nghệ. Ông Đào Văn Thuyến ở Kiến Quốc, phó chi hội trưởng, phụ trách công tác tài chính hậu cần. Ông Đỗ Duy An ở Minh Đức là trưởng ban kiểm tra. Ông Nguyễn Hữu Dũng ở Hoàng Nghĩa, trưởng ban tình nghĩa kiêm thủ quỹ. Ông Bùi Đức Đó ở Hợp Đức, phó ban kiểm tra kiêm chi hội trưởng cơ sở Hoàng Nghĩa Hợp Đức. Ông Hoàng Ngọc Tân ở Minh Tân, phó ban tình nghĩa kiêm chi hội trưởng cơ sở Minh Tân. Và bà Đinh Thị Thanh Ngựa ở Đức Chân là trưởng ban văn nghệ kiêm là đội trưởng đội văn nghệ. Như vậy có 9 thường trực trong ban chấp hành. Như vậy hiện nay trường có 11 chi hội cơ sở gồm là Đại Hợp, Đoàn Xá, Ngũ Đoan Ngũ Phúc, Tân Trào, Thanh Sơn, Đông Phương, Hoàng Nghĩa Hợp Đức, Kiến Quốc 1, Kiến Quốc 2, cơ sở liên xã phường là Minh Tân và đội văn nghệ. Đầu năm 2023, chi hội đã kết nạp được 12 hội viên mới. Ngày hôm nay, chúng ta vừa mới tổ chức kết nạp thêm 12 hội viên mới nữa, nâng tổng số quân số của chi hội lên là 148 hội viên. Tiêu biểu cho phát triển hội viên mới là các chi hội cơ sở Đại Hợp, Minh Tân, Hoàng Nghĩa Hợp Đức và đội văn nghệ. Đặc biệt, chi hội chúng ta có nhiều bác tuy tuổi cao sức yếu trên 70-80, thậm chí có những bác là trên 90. Nhưng tinh thần vẫn khí thế, vẫn tâm huyết và tham gia nhiệt tình với các hoạt động của chi hội chúng ta. Như bác là Ngô Đăng Nhậm ở Đào Xá, bác Nguyễn Văn Điền ở Thanh Sơn, bác Phạm Văn Vững ở Đông Phương, bác Phạm Văn Hưng ở Đại Hợp, bác Trần Văn Dụ Hòa Nghĩa, bác Đỗ Duy An ở Minh Đức, bác Bùi Đức Đó ở Hợp Đức và bác Tạ Duy Miều ở Đại Hợp, vân vân. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay để biểu dương và cổ vũ tinh thần của các bác. Xin cảm ơn. Ba là hoạt động tình nghĩa và công tác đền ơn đáp nghĩa.
Năm 2023, Ban chấp hành chi hội và các chi hội cơ sở đã thực hiện tương đối tốt các quy định về thăm hỏi, ốm đau, hoạn nạn, tang viếng hội viên và thân nhân hội viên. Cụ thể, chi hội đã tổ chức viếng tang cho 4 hội viên và 4 thân nhân hội viên. 100% các trường hợp ốm đau, hoạn nạn đều được Ban chấp hành và các chi hội cơ sở thăm hỏi chu đáo, tận tình với tổng số tiền thăm viếng là 5.900.000 đồng. Ban chấp hành và các chi hội cơ sở đã làm tốt việc thăm hỏi, động viên gia đình thương binh liệt sĩ, tri ân bà mẹ Việt Nam anh hùng trong dịp 27 tháng 7 và Tết Nguyên đán, tiêu biểu là các chi hội cơ sở Đại Hợp, Đoàn Xá, Đông Phương và Kim Quốc II. Đại đa số hội viên đã tích cực hưởng ứng tham gia ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào lũ lụt do Trung ương và địa phương phát động. 4. Kết quả tham gia xây dựng phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, đời sống văn hóa ở địa phương. Các chi hội cơ sở đã tích cực vận động hội viên và gia đình thực hiện có hiệu quả chủ trương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương mình, đặc biệt là các hoạt động giữ vệ sinh môi trường, hiến đất làm đường khu dân cư, ủng hộ kinh phí và trực tiếp tham gia giữ gìn tu bổ, nâng cấp các thiết chế văn hóa và lễ hội của địa phương. Tiêu biểu là các chi hội cơ sở Đông Phương, Thanh Sơn, Minh Tân, Ngũ Phúc, Đại Hợp và Đoàn Xá. Về công tác thi đua khen thưởng, được sự chỉ đạo định hướng giúp đỡ tận tình sâu sát của lãnh đạo và các cơ quan chức năng của huyện Kiến Thụy, của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và Hội hữu nghị Việt Nam ở thành phố, bằng sự nhiệt tình, tinh thần đoàn kết gắn bó trong các hội viên, sự nhạy bén trong chỉ đạo nắm bắt tình hình của Ban chấp hành chi hội. Năm qua, chi hội đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong công tác thông tin tuyên truyền, đoàn kết hữu nghị, đối ngoại nhân dân, trong củng cố kiện toàn tổ chức phát triển hội viên, trong hoạt động tình nghĩa và tham gia các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự địa phương. Sự cố gắng đó đã được các cấp hội và địa phương ghi nhận. Cụ thể về khen thưởng của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng, chi hội Kiến Thụy chúng ta đã được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tặng giấy khen vì đã có những đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố trong 30 năm qua. Riêng cá nhân thì có đồng ông Nguyễn Tương Trắng thuộc chi hội cơ sở Minh Tân cũng được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố là trao giấy khen thành tích của năm 2023. Về khen thưởng của Hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố thì trong năm qua, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân. Cụ thể về tập thể, chi hội cơ sở Xã Đại Hợp, 2 là chi hội cơ sở Kiến Quốc 2, 3 là chi hội cơ sở Minh Tân. Về cá nhân thì có ông Nguyễn Hữu Dũng, trưởng ban tình nghĩa, ông Phạm Quang Ánh, chi hội cơ sở Đại Hợp, bà Đinh Thị Thanh Lượng, đội văn nghệ, ông Nguyễn Văn Triều, chi hội cơ sở Kiến Quốc 2, ông Đinh Văn Trung, chi hội cơ sở Hoàng Nghĩa Hàm Đức. Và đặc biệt trong năm nay, chi hội chúng ta được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy là tặng giấy khen vì đã có những đóng góp tích cực cho hoạt động đối ngoại nhân dân, tham gia các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố quốc phòng và đền ơn đáp nghĩa ở địa phương. Và cũng trong năm nay thì chi hội chúng ta được Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kiến Thụy tặng giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân. Cụ thể về tập thể thì có chi hội cơ sở Đông Phương, 2 chi hội cơ sở Hoàng Nghĩa Hợp Đức. Về cá nhân thì có ông Nguyễn Văn Xuân ở chi hội trưởng cơ sở Đông Phương, 2 là ông Đỗ Duy An, trưởng ban kiểm tra, 3 là bà Vũ Thị Quang ở Minh Tân, ông Nguyễn Văn Chín chi hội cơ sở Đông Phương, ông Đỗ Xuân Dương chi hội cơ sở Minh Tân, ông Bùi Đức Đó chi hội cơ sở Hoàng Nghĩa Hợp Đức và ông Nghiêm Doanh Hưng chi hội cơ sở Minh Tân. Với kết quả như trên, tôi đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng thành tích của chi hội chúng ta. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể hội nghị, bên cạnh thành tích đã đạt được thì năm qua chi hội còn một số cái hạn chế khuyết điểm sau đây. Một là một số chi hội cơ sở có tình trạng hội viên nửa mức sinh hoạt được không, nhưng các cấp quản lý lãnh đạo của chi hội chưa thực sự sâu sát tìm hiểu rõ nguyên nhân và chưa có các biện pháp khắc phục cái tình trạng này. Hai
là việc đóng hội phí của một số chi hội cơ sở còn chậm trễ và chưa đúng đủ theo quy định. 3. Các hoạt động của chi hội chưa thực sự phong phú đa dạng. Ban chấp hành chi hội có thời điểm chưa thực sự nhạy bén trong nắm bắt tình hình và chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách, các quy định chủ trương của Đảng, Nhà nước và thành phố về công tác đối ngoại nhân dân. Thì những hạn chế này thì chốc nữa tham luận các ông chí lưu ý đi sâu vào cái này. Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 thì chúng tôi xác định có mấy cái phương hướng như thế này. 1. Là tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền về mối quan hệ vĩ đại đặc biệt Việt Nam Lào trong cán bộ hội viên và nhân dân địa phương, đặc biệt là mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa thành phố Hải Phòng với hai tỉnh Viêng Chăn và U Nam Xoay của Lào. Đề nghị, chính thức tôi đề nghị là thường trực Hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố tổ chức cho chi hội đi thăm chiến trường xưa và hai tỉnh. Ở đây có đồng chí Phạm Quốc Huy là chủ tỉnh thì cũng anh em và chi hội đại hợp rất mong muốn cái này. Hai là tích cực hưởng ứng các hoạt động của thành hội nhằm quan tâm giúp đỡ động viên các cháu sinh viên đang theo học tại các trường đại học trên địa bàn thành phố. Phương hướng nhiệm vụ thứ ba là tiếp tục làm tốt công tác hoạt động tình nghĩa theo quy chế, tích cực hưởng ứng các phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ quỹ vì người nghèo, các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương. 4. Là thường xuyên rà soát, kiện toàn công tác tổ chức và phát triển hội viên mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả tham gia công tác hội. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể hội nghị, trên đây là kết quả hoạt động của chi hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Báo cáo có thể chưa đánh giá hết những kết quả đạt được và hạn chế khuyết điểm trong thời gian vừa qua. Rất mong các đồng chí lãnh đạo huyện Kiến Thụy, lãnh đạo liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, Hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố, các quý vị đại biểu, các đồng chí cán bộ hội viên cho ý kiến chỉ đạo đóng góp để năm 2024 các hoạt động của chi hội đi đúng hướng và hiệu quả hơn. Cuối cùng, thay mặt ban chấp hành chi hội, một lần nữa xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể cán bộ hội viên luôn vui khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công. Xin chấp hành cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể hội nghị, để làm sáng tỏ cái báo cáo mà tôi vừa mới trình bày thì sau đây là cái phần thảo luận. Đề nghị các đồng chí lên thảo luận thì đi sâu vào cái phần là làm rõ thế quyết điểm và cái phần phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Để mở đầu cho cái ý kiến thảo luận này, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Ngô Đăng Hải là chi hội phó kiêm chi hội trưởng cơ sở Đà Sáng lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời chị. Kính thưa các đồng chí đại biểu, được ban chấp hành và thường trực của chi hội cử tham luận để làm rõ thêm các kết quả hoạt động của chi hội Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy. Trước hết, cho phép tôi được gửi lời chúc sức khỏe tới các vị đại biểu và chúc cho buổi gặp mặt của chúng ta thành công. Kính thưa các vị đại biểu, để làm rõ thêm các hoạt động của chi hội hữu nghị Việt Nam Lào của huyện Kiến Thụy trong năm vừa qua và triển khai những việc cần tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện trong năm tới để xây dựng hội ngày càng vững mạnh. Trước hết, tôi nhất trí cao với báo cáo kết quả hoạt động của chi hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy trong năm vừa qua và phương hướng hoạt động chi hội năm 2024 mà đồng chí Phạm Lương Minh đã thay mặt cho chi hội vừa trình bày. Mặc dù về tình kinh tế có nhiều biến động bất thường trong hoạt động thông tin tuyên truyền nắm bắt của kinh tế chính trị xã hội an ninh quân sự, đặc biệt là tình hình ở trong nước quốc tế và nổi bật nhất là tình hình quốc tế, nhưng có rất nhiều ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế xã hội của chúng ta. Trong năm qua, được sự lãnh đạo của Hội Việt Nam thành phố, của liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, của huyện ủy, ủy ban nhân dân và các cơ quan chức năng, chúng ta đã tiến hành là rất đồng bộ việc
tuyên truyền kết nối hội viên để tham gia nòng cốt làm công tác ngoại giao nhân dân, vận động cùng bà con nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, đặc biệt là các hoạt động ở cơ sở. Trong năm 2023 có nhiều đơn vị, nhiều địa phương chúng ta tổ chức xây dựng nông thôn mới theo chủ trương của Đảng, nhà nước và đặc biệt là huyện Kiến Thụy chúng ta tổ chức. Thì lực lượng anh em hội cựu chiến binh nói chung, trong đó có các đồng chí ở là hội liên lạc Việt Nam của chúng ta đã vận động gia đình và cùng chung tay vận động bà con nhân dân tiến hành tổ chức việc này có hiệu quả và rất tốt. Và đến nay chúng tôi qua hoạt động đánh giá thì thấy rằng là việc hiến đất làm đường và bà con trong các gia đình là cựu chiến binh và là anh em là cán bộ hội viên hội Việt Nam, chúng ta đã làm tốt và thực hiện tốt việc này để lan tỏa vận động toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Công tác tổ chức hoạt động của chi hội đã được các đồng chí chi hội trưởng và thường trực chi hội tổ chức duy trì hoạt động hàng quý đều đặn chặt chẽ và ngày càng có hiệu quả. Và đó là sau cái việc một cái mất mát lớn là đồng chí Lân là chi hội trưởng từ trần, tất cả cái đội hình mới chúng ta cùng cố gắng được sự quan tâm của hội hữu nghị thành phố và liên hiệp của thành phố, thì chúng ta đã tổ chức cái việc này rất đồng bộ, việc tiến hành là có nề nếp, có cái ưu việt là chúng ta các đồng chí cán bộ của đội hình trẻ hơn, chúng ta hoạt động nắm chắc được nguyên tắc tổ chức và tiến hành các cái bước để chúng ta duy trì có hiệu quả. Phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao của chi hội đã được đẩy mạnh, đội văn nghệ của chi hội đã được nhiều tổ chức hội mời phục vụ các sự kiện giao lưu kết nối tuyên truyền có hiệu quả thiết thực, và hôm nay là một minh chứng kết quả của chi hội là văn nghệ các đồng chí tổ chức biểu diễn một chương trình chào mừng của buổi gặp mặt hôm nay chúng ta đã được chứng kiến, thì đây là thành quả sự rèn luyện phấn đấu và tinh thần hội tụ các đồng chí cán bộ hội viên của chi hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy đã đạt những kết quả như chúng ta đã trình bày biểu diễn và báo cáo trước hội nghị. Việc vận động kết nối phát triển hội viên của hội có chất lượng được lan tỏa, có nhiều đồng chí đã từng tham gia chiến đấu công tác tại Lào đến tìm hiểu tình nguyện tham gia và sinh hoạt hội, với một số các đồng chí đã không tham gia hội trước đây nay lại xin trở lại tham gia hoạt động với hội. Có nhiều yếu tố mà một số các đồng chí là xin ra không tham gia, nhưng sau khi thấy chúng ta tổ chức chặt chẽ và hoạt động có hiệu quả nề nếp đã tạo ra một niềm phấn khởi để nhân lên, các đồng chí đã xin nghỉ lại tiếp tục là đề nghị với hội là xin tiếp tục quay lại và tham gia hoạt động với hội. Đây là một cái thành công mà ban chấp hành và trong thường trực chúng ta đã làm tốt cái việc tuyên truyền vận động này. Hoạt động tình nghĩa của chi hội và các phân hội đều có chiều sâu được lan tỏa, thể hiện việc thăm hỏi ốm đau tăng viếng đồng đội tứ thân cùng mẫu của đồng đội từ trần. Chi hội tổ chức lễ tang chu đáo trang trọng, anh em nhiệt tình tham gia đông đủ. Đây là điểm nhấn nhân lên tình cảm quý trọng yêu mến, hiệu quả hoạt động phong trào thi đua có nề nếp được các đồng chí lãnh đạo chi hội chỉ đạo sâu sắc và đánh giá đúng thực chất công việc. Và kết quả của phong trào ngoại giao nhân dân chúng ta nắm chắc tình hình địa phương, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn từng cơ sở của các phân đội, động viên kịp thời biểu dương khen thưởng đúng người đúng việc trong phong trào thi đua hoạt động đi vào chiều sâu và có chất lượng. Đặc biệt là những vấn đề mà chúng ta tổ chức việc là thăm hỏi ốm đau và tang viếng, xin thưa với các đồng chí hội là hội tự nguyện có tổ chức theo điều này, nhưng nếu chúng ta không duy trì tốt cái hoạt động tình nghĩa thì chắc chắn là hội sẽ không bền vững và hiệu quả không cao. Việc này chúng ta tổ chức việc thăm hỏi ốm đau, đặc biệt là tang viếng, quy định ăn mặc trang phục và tổ chức lễ nghi, chúng ta làm việc này là lan tỏa có hiệu quả. Nhiều các đồng chí trước đây tuổi cao thấy là chúng ta hoạt động này hết và thực sự là một điểm tự hào nên đã quay lại tình nguyện tham gia hoạt động với hội. Và thông qua việc khen thưởng báo cáo các đồng chí của lãnh đạo liên hiệp tổ chức hữu nghị và hội
Liên lạc Việt Kiều thành phố. Năm nay là một điểm mới qua mấy năm đồng chí Tân nào, đồng chí Nân nào, và sau đó là đồng chí do bệnh nên mất sớm. Nhưng mà năm nay được sự quan tâm của huyện ủy, ủy ban nhân dân, đặc biệt là ủy ban nhân dân, các ban ngành của huyện và ủy ban mặt trận tổ quốc, thì việc kết nối của là hội chi hội hữu nghị Việt Nam Lào của Kiến Thụy đã gắn kết và làm tốt cái việc này và thực hiện là một thành viên của mặt trận để chúng ta thực hiện tổ chức cái việc này. Thì quan điểm của chúng tôi là kết nối với các ban ngành phòng ban của huyện để chúng ta làm tốt công tác an sinh xã hội trong những năm tới. Đây là cái việc mà hội hữu nghị Việt Nam Lào chúng ta cùng chung tay với lại hội cựu chiến binh và hội nạn nhân chất độc da cam để chúng ta làm tốt công tác an sinh xã hội. Ở đây là cái việc mà chúng ta phải lưu ý phối kết hợp chặt chẽ để chúng ta làm tốt hơn. Về điểm yếu ở đây, chúng tôi cho rằng là điểm yếu chí cốt hiện nay là năng lực của cán bộ ở mức độ tuổi tác hiện nay ngày càng cao, sức khỏe yếu, tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt tình của một số các đồng chí tuổi cao sức yếu thì hạn chế, vì vậy kết quả hoạt động là chưa được như mong muốn. Đặc biệt là các đồng chí trên 70 tuổi, báo cáo với hội nghị nào là hôm nay về dự có những đồng chí nhưng mà lên tuổi cũ là năm nay 87 về dự hội nghị hôm nay, và các đồng chí trên 80. Thế mà chúng ta không sớm củng cố tổ chức, chúng ta có cái quy hoạch cán bộ để mà chúng ta xây dựng tổ chức hội thì chắc chắn là hội sẽ hoạt động không hiệu quả, vì tuổi cao sức yếu đi xa, xe máy không đi được, họp thì cũng đi lại khó khăn. Nên cái này thì chúng tôi đề nghị với các chi hội, các đồng chí là chung tay với trong thường trực để làm thế nào để xây dựng tổ chức cho các chi hội có lực lượng cán bộ nòng cốt để chúng ta là tổ chức thực hiện có hiệu quả trong các công việc. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa hội nghị, nhằm tổ chức điều hành các hoạt động của hội ngày càng có hiệu quả hơn nữa, qua hội nghị này tôi xin kiến nghị với hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng và các đồng chí cán bộ cơ sở cùng các hội viên của chi hội ta như sau. Một là đề nghị hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng thành lập một trang web điện tử của hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố để hội viên cập nhật kịp thời thông tin của Đảng Nhà nước về hội, hoạt động của hội hữu nghị Việt Nam Lào, chỉ đạo của thành hội và thông tin hai chiều kết nối trao đổi kinh nghiệm hoạt động từ các chi hội cơ sở. Và việc này trong năm qua chúng ta là làm vẫn là tiến hành chưa hiệu quả. Đặc biệt là tôi đề nghị với các đồng chí là các đồng chí có tuổi cao thì cũng nói giờ có máy điện thoại thông minh nhưng công nghệ 4.0 đưa cũng không sử dụng được. Còn lại các đồng chí trẻ là chúng ta lên là cố gắng làm thế nào tiếp cận với công nghệ 4.0 thì chúng ta hoạt động ở đồng bộ và có thể chúng ta nắm chắc được công tác tuyên truyền và các hoạt động của Đảng Nhà nước, đặc biệt là chỉ đạo trực tiếp của hội liên hiệp và thành hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố. Và trong thường trực thì đề nghị các đồng chí chúng ta là lưu ý cái việc này cần phải kết nối và sớm làm được việc này. Hàng năm hội đến tổ chức cho cán bộ hội viên được thăm lại chiến trường xưa, báo cáo với là đồng chí chủ tịch hội Phạm Quốc Huynh, đồng chí Minh vừa nói điều này. Anh em chúng tôi thì cũng có điều kiện vì là trưởng phó ban và các đồng chí là cán bộ ở quân đội lâu hơn thì cũng đã được đi nhiều, nhưng nguyện vọng bây giờ một số các bác các đồng chí là muốn trở lại thăm chiến trường xưa. Ở đây một cái nguyện vọng là rất là mong muốn, thì cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo hội thành phố là năm nay là tạo điều kiện để chúng ta là thăm lại chiến trường xưa, những cái nơi chúng ta đã từng tham gia chiến đấu và công tác. Nếu làm được cái việc trên thì nó sẽ tăng cường thêm tình đoàn kết giữa các tỉnh của Việt Nam, kết nghĩa với các tỉnh của Lào và sâu sắc thêm tình cảm đặc biệt của hội hữu nghị Việt Nam Lào. Cán bộ chi hội và phân hội cơ sở cũng như các đồng chí đã là hội viên của hội phải tự trang bị cho mình có nhận thức đúng đắn và đầy đủ về hội hữu nghị Việt Nam Lào, về các hoạt động của hội, đẩy mạnh làm công tác tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, nêu cao trách nhiệm và lòng nhiệt tình, tăng cường kết nối những người đã tham gia quân tình nguyện, tham gia chiến đấu và công tác tại Lào để họ hiểu và tự nguyện tham gia phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Qua hoạt động thực tiễn là tham gia với hội, chúng tôi mới thấy rằng là anh em của các đơn vị chủ lực tham gia chiến đấu tại chiến trường nào là nhiều người cũng chưa hiểu cái hoạt động này như thế nào. Một số các đồng chí rất muốn tham gia, lại có những đồng chí thì bảo là anh có đi nào đâu mà anh tham gia vào hội Việt Nam, thì đây là nhận thức nó chưa đúng đắn. Trong hội hữu nghị Việt Nam Lào là dành cho tất cả các đồng chí đã từng tham gia chiến đấu quân tình nguyện của chuyên gia quân sự tại Lào và những người là công dân Việt Nam yêu mến tổ quốc đất nước nào
để tăng cường tình đoàn kết hữu nghị của hai nước thì chúng ta có thể tham gia theo điều lệ đã quy định để chúng ta hoạt động. Nên việc này cần phải tuyên truyền để làm rõ hơn để chúng ta tổ chức hội ngày càng mạnh lên. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị, trước khi dừng lời, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Báo cáo với các đồng chí đại biểu, ban tổ chức cũng căn cứ vào thời gian của hội nghị, phần tham luận chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Các đơn vị đã đăng ký nhưng chưa được tham luận, chúng tôi xin đề nghị là gửi văn bản tham luận với ban tổ chức để thường trực chi hội tiếp thu ý kiến để tham luận và đưa vào chương trình hoạt động của chi hội năm 2024. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các quý vị, tiếp theo là phần trao thưởng. Hôm nay chúng tôi đọc quyết định của việc khen thưởng của Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố, quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện và quyết định của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Tôi xin trân trọng kính mời các thành viên, các tập thể và cá nhân có tên trong quyết định lên sân khấu để nhận thưởng. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Quốc Huynh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa ủy quyền của thường trực hội đồng thi đua khen thưởng huyện Kiến Thụy, tôi xin đọc quyết định khen thưởng của Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy số 886/QĐ-UBND Kiến Thụy ngày 26 tháng 3 năm 2024 quyết định về việc tặng giấy khen theo đề nghị của chi hội Việt Nam Lào tại tờ trình số 07/TT-HVL ngày 28 tháng 2 năm 2024 và trưởng phòng nội vụ huyện. Quyết định điều 1 tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cho chi hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy đã có nhiều đóng góp trong xây dựng tổ chức hội ở địa phương năm 2023. Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn đã ký. Xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Đức Minh, chi hội trưởng chi hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy lên nhận thưởng. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Tiến Thuật, ủy viên huyện ủy, chủ phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện lên trao thưởng. Tiếp theo, tôi xin đọc quyết định của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kiến Thụy, ban thường trực số 117/QĐ-MTTQ Kiến Thụy ngày 20 tháng 3 năm 2024 quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác của chi hội Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy năm 2023. Một tập thể chi hội cơ sở Việt Nam Lào xã Đông Phong thuộc chi hội Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy, hai chi hội cơ sở Việt Nam Lào Hòa Nghĩa Hợp Đức thuộc chi hội Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy, hai cá nhân: một, ông Nguyễn Văn Xuân, chi hội trưởng cơ sở Việt Nam Lào xã Đông Phương thuộc chi hội Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy; hai, ông Đỗ Duy An, trưởng ban kiểm tra chi hội Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy; ba, bà Vũ Thị Quang, hội viên chi hội cơ sở Việt Nam Lào
xã Minh Tân thuộc chi hội Việt Nam Lào, huyện Kiến Thụy. Điều 2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, chi hội Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy và các tập thể cá nhân có tên trên tại điều 1 thực hiện quyết định này thay mặt Thường trực Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã ký Lương Thị Ngân, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Kính mời các thành viên, các tập thể và cá nhân có tên trên lên sân khấu để chúng ta nhận thưởng. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Lốt, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kiến Thụy lên sân khấu. Hai, ông Bùi Quang Bắc, chi hội cơ sở Minh Tân. Ba, ông Nguyễn Văn Chính, chi hội cơ sở Đông Phương. Bốn, ông Đỗ Xuân Dương, chi hội cơ sở Minh Tân. Năm, ông Bùi Đức Đó, chi hội trưởng cơ sở Hòa Nghĩa Hợp Đức. Sáu, ông Nghiêm Gia Nhân, chi hội cơ sở Minh Tân. Xin mời là 6 thành viên cá nhân xuất sắc của chi hội có nhiều đóng góp xây dựng hội trong năm qua được chi hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy biểu dương và trao tặng phẩm. Xin mời các đồng chí lên. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Dương Minh, chi hội trưởng chi hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy lên trao tặng phẩm. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Quốc Huynh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng lên phát biểu với hội nghị chúng ta. Xin kính mời ông. Kính thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo nghề nghiệp các tổ chức trung ương thành phố, thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo và nhân dân Mặt trận Tổ quốc huyện Kiến Thụy, thưa tất cả các bác và các đồng chí, hôm nay được về dự với buổi gặp mặt của các cái hội viên chi hội hữu nghị Việt Nam Lào của huyện Kiến Thụy. Đây là một cái có thể coi như một cái sự kiện mà tôi hồi tưởng lại cách đây 20 năm khi tôi còn là một hội viên của chi hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy. Lúc bây giờ chỉ có vậy là có 2 mâm cơm quay được thôi, khoảng hơn 10 người, mà đến nay đã là 20 năm rồi. Thế thì cái quy mô mỗi ngày còn phát triển lên, vừa là về mặt số lượng được tập hợp đoàn kết thành một cái tổ chức nó có quy mô rộng, thứ hai là cái điều kiện đảm bảo về hoạt động của hội chúng ta cũng ngày một tốt hơn. Thì có thể nói một cái điều mà chúng tôi thấy là vui mừng là cái quá trình hoạt động của chi hội hữu nghị Việt Nam Lào của huyện Kiến Thụy chúng ta đấy, cùng với nền phát triển của hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố không ngừng lớn mạnh. Hôm nay về dự với các đồng chí thì chúng tôi thấy cái điều đầu tiên lâu lắm rồi và không được về dự với hội chi hội, nhưng mà lần đầu tiên là chúng tôi thấy là cái sự chuẩn bị, cái việc tổ chức của chi hội chúng ta là rất là chú đáo. Từ cái điều kiện đảm bảo cho các hội viên về họp cho đến cái nội dung chương trình được đặt ra đối với một chi hội, thì tôi rất là cảm nhận được cái sự cố gắng nỗ lực của ban chấp hành chi hội và của các hội viên. Chúng ta đã cùng nhau để thống nhất có những cái buổi họp mặt
như hôm nay tạo nên được cái không khí mà chúng ta là những người thụ hưởng và cảm nhận, và cũng là thể hiện cái sự phát huy cái truyền thống của chi hội chúng ta cùng với thành phố. Thì tôi thấy là có một cái rất vui là chúng ta thể hiện được trong một cái bối cảnh rất khó khăn của một cái hội tự nguyện, nhưng mà luôn luôn duy trì tập hợp đoàn kết được. Chúng ta còn đưa ra được các cái chương trình hoạt động tư tưởng tổ chức và những cái hoạt động thiết thực. Có thể nói là một cái hoạt động chúng ta, nếu là nói như là một cái hoạt động của các tổ chức hội cựu chiến binh, người đi các đồng chí đã hoạt động ở đây nhiều, hầu hết là các đồng chí ở cựu chiến binh, thì chúng ta thấy là cái hoạt động của hội tự nguyện chúng ta, hội hữu nghị Việt Nam Lào chúng ta, nó cũng có những cái màu sắc và cũng thể hiện phát huy được vai trò của những nhân chứng lịch sử. Đây tất cả chúng ta đều là những nhân chứng lịch sử tham gia vào cái hội để chúng ta tiếp tục thực hiện cái yêu cầu và từ cái tấm lòng trách nhiệm của chúng ta, của một chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, là hoạt động theo một cái chúng ta vẫn thường nói là người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ. Cho nên là luôn luôn nhắc nhở chúng ta về những cái hoạt động làm sao luôn luôn hướng về những cái hoạt động thực tiễn trong đời sống xã hội và nhớ về cái truyền thống của anh bộ đội Cụ Hồ. Để chúng tôi một lần nữa là được nhiệt liệt biểu dương và hoan nghênh những thành tích kết quả hoạt động của chi hội chúng ta trong năm 2023. Kính thưa các đồng chí, tôi về họp và thấy các đồng chí nói là có một cái tên gọi nó là chi hội cơ sở, thì có lẽ đây cũng là một cái chúng tôi cần phải suy nghĩ, bởi vì trong hệ thống tổ chức của hội chúng ta ấy, chỉ có trung ương hội hữu nghị Việt Nam Lào, thế rồi dưới thành phố tỉnh nó có hội hữu nghị Việt Nam Lào, thế còn dưới hội hữu nghị Việt Nam Lào nó thì có chi hội cơ sở, nó gọi là chi hội cơ sở rồi. Bây giờ các đồng chí lại có cái tên gọi là chi hội cơ sở, mà chúng tôi thấy thì nếu không gọi là chi hội cơ sở thì nó thì nó gọi là cái gì? Và cái phát triển của chúng ta ở trên một địa bàn huyện mỗi ngày một quy mô rộng lên, cho nên là thông qua cái thực tiễn này ấy, thì chúng tôi thấy là rất là trân trọng. Bây giờ thì chúng ta được các đồng chí gọi là chi hội cơ sở, nhưng mà về mặt hành chính theo điều lệ thì nó chưa quy định. Để tới đây thì chúng ta phải đưa vào điều lệ như thế nào để tiếp tục tham khảo về và xem xét. Nhưng mà chúng tôi thấy có một cái thực tế này, đúng là một huyện mà gọi là một chi hội ở một huyện thì thấy nó không ngang tầm. Trên thực tế thì chúng ta thấy không ngang tầm. Nếu mà mỗi một chi hội có nghĩa có 148 các vị này, nếu mà phát triển tiếp tục một vài trăm người nữa, phát triển mở rộng nữa, thì chúng ta gọi là chi hội chúng ta còn dưới là chi gì? Phân hội thì nó nhỏ quá. Thế thì là chi hội thì nếu mà đảng cộng sản thì các ông chỉ biết là 30 đảng viên đang một đảng bộ này, 3 đảng viên đang một chi là tổ đảng này, trên 3 đảng viên có thể là một chi bộ rồi. Thế thì bây giờ chúng ta có hàng vài chục hội viên mà chúng ta gọi là phân hội thì nghe nó cũng không ngân tầm. Nhưng mà tôi thấy là có lẽ cái tên này nó là hay nhất. Thế mà gọi là chi hội và chi hội cơ sở đấy thì nghe là có vẻ là nó còn nó phải cắt nghĩa, phải giải thích. Nhưng mà có lẽ gọi là ở một cấp huyện quận ấy mà gọi là một cái liên chi hội thì thường thường là cái cụm từ đấy là nó cũng dễ gọi và dễ vào. Cho nên là nếu mà có liên chi hội thì ở dưới xã phường nó gọi là chi hội cơ sở thì cũng là một vấn đề phải cần quan tâm. Thì tôi thấy là các ông chỉ cứ tạm gọi là chi hội cơ sở đó, thì chúng ta là chi hội nhưng mà là dưới là chi hội cơ sở. Nhưng mà tôi nghĩ là sau này tới đây có thể đề nghị ban chấp hành của hội thành phố đấy, là phải nghiên cứu xem xét là phải đưa nó thành cái cấp huyện đấy,
nếu không được thành lập hội thì cũng phải là cái liên chi hội. Liên chi hội nó cũng ngang tầm. Thế ở trong quân đội thì tôi thấy nó có liên chi hội, nó có liên chi hội đoàn thanh niên là liên chi hội trung bộ. Thì đấy là về mặt tổ chức. Thứ hai là những vấn đề mà các đồng chí đang gọi là cái khó khăn, thì nếu mà không phát triển hội viên thì thưa các đồng chí là đây là những nhân chứng lịch sử, mà những cái người mà như chúng ta hôm nay thì chí ít là cũng là trên dưới 60 và 70 và có cụ 80. Tôi mới kỷ niệm là 56 năm ngày nhập ngũ, năm nay là cũng 74, 75 rồi nếu mà tính từ ngày nhập ngũ. Thế thì như vậy là cũng là ở cái tuổi xưa nay hiếm rồi. Thế mà cứ như thế này, cái nhân chứng lịch sử của chúng ta, chúng ta ở đây thì 10-15 năm nữa thì chúng ta sẽ để sinh hoạt của chi hội chúng ta thế nào. Cho nên là vừa qua đại hội đảng toàn quốc của hội ấy, là đại hội hội hữu nghị Việt Lào toàn quốc ấy, cũng mở ra một cái hướng, và điều lệ chúng ta cũng đã kịp thời đưa ra một cái hướng là phải tiếp tục mở rộng đối tượng, bởi vì đây là đối ngoại nhân dân chứ không phải là mà chúng ta của nhân dân Việt Nam, nhân dân nào là có cái hòa nhập hòa hợp để mà có những cái hữu nghị tiếp xúc, hữu nghị giao lưu rồi là cái hoạt động. Thì chúng tôi nghĩ là đâu nó có phải là chỉ quốc Hồ Chí Minh, đâu nó có phải là quân tình nguyện, mà đây là nhân dân tham gia và là hội viên. Thì là một cái cơ sở để chúng ta tiếp tục sẽ mở rộng. Như các đồng chí nhận thức rất đúng ý, là chúng ta càng mở rộng càng tốt. Và tới đây trong chương trình năm 2024 này, thế thì họ sẽ tiếp tục là sẽ đưa ra một chương trình làm sao chúng ta phải phát triển mở rộng hơn nữa cán bộ công nhân viên chức đương chức cũng như nghỉ hưu, cán bộ và học sinh sinh viên nào của các trường đại học của các tỉnh người ta tham gia vào. Có những cái trường người ta còn tham gia vào cả một cái trường đại học là tham gia là hội viên của hội hữu nghị Việt Nam Lào. Nó quan hệ đối ngoại nhân dân ngày càng mở rộng, trong đó là cựu chiến binh rồi là quân tình nguyện chúng ta làm nòng cốt. Thế tôi nghĩ đây là cái hội này là hội này gắn đi theo năm tháng, đi theo cả một cái quá trình lịch sử trước mắt và lâu dài, mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững, mà như đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như là đồng chí Cai Sòng Phương Phi Hằng cũng đã có những cái mong muốn là như vậy. Và cái hội hữu nghị Việt Nam Lào gắn liền với cái lịch sử phát triển của đất nước Lào, đất nước Việt Nam là mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững. Cho nên là chúng ta không thể không có cái hội này, bởi vì một khi mà nhà nước ta mà không đối ngoại đảng, không có ngoại giao nhà nước thì chúng ta mới không có hội gì nào. Thế còn có đối ngoại đảng, còn có ngoại giao nhà nước thì đối ngoại nhân dân chúng ta là một trong ba trụ cột đó thì không bao giờ phải. Cho nên là chúng ta phải tiếp tục phát triển mở rộng để duy trì cái hội đảng. Thế cái khó khăn của các đồng chí thì chúng tôi cũng đã thấy là mở ra một cái hướng là sắp đến. Một cái vấn đề nữa là chúng ta trong cái thời gian tới thì các đồng chí chúng ta cũng đã nêu lên những nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội của chúng ta. Thì cái mục tiêu của chúng ta là phải bám sát vào cái chương trình hoạt động của hội ấy, là chúng ta phải tiếp tục xây dựng tổ chức của hội vững mạnh để chúng ta góp phần vào công tác đối ngoại nhân dân. Thế thì cái định lượng của những cái việc này như thế nào? Định lượng của cái xây dựng tổ chức hội, như tôi nói, của cái việc là chúng ta tiếp tục phát triển hội viên. Nhưng mà vấn đề cái xây dựng tổ chức hội ấy, là chúng tôi thì mong muốn là các đồng chí chúng ta là quan tâm đến cái sự thống nhất về tư tưởng, làm sao cái hội hữu nghị Việt Nam Lào của chúng ta đấy là cái về mặt tư tưởng ấy là phải được nhất quán. Nhất quán ở đây là nhất quán là theo tư tưởng chỉ đạo của đảng, nhà nước, của thành phố và của huyện về công tác quan hệ Việt Nam Lào. Và những vấn đề quan hệ Việt Nam Lào thì đã có rất đầy đủ các chủ trương đường lối rõ ràng. Đấy, cái hoạt động của chúng ta làm sao ấy là nâng cao nhận thức theo tinh thần đó, để cho mỗi cán bộ hội viên của chúng ta là nhất quán với chủ trương đường lối của đảng về công tác đối ngoại nhân dân và cái quan hệ về Việt Nam Lào
ngày càng đi vào chiều sâu. Thế thì làm sao để nội dung chúng ta có rất nhiều các nội dung. Thế thì cái hoạt động xây dựng tổ chức trước hết là mặt tư tưởng thì chúng ta phải chất quán. Thứ hai là tổ chức của chúng ta phải thể hiện là mạnh, là số lượng và kết nối về mặt tổ chức, ý thức tổ chức kỷ luật. Vừa rồi là theo cái tinh thần chủ trương của hội là chúng ta đang đặt ra những cái nội dung là gắn vào các cái sự kiện lớn của đất nước Lào, đất nước Việt Nam để chúng ta có cơ hội để tổ chức các hoạt động về tinh thần và cả vật chất để vừa là ghi lại những cái năm tháng, nhớ lại những cái năm tháng mà chúng ta công tác, sống và chiến đấu ở trong quân đội và trong chiến trường Lào. Thế rồi là cái hoạt động giữa Lào, Việt Nam. Thì chúng ta là có rất nhiều các sự kiện, nhưng mà chúng ta cần ở một số sự kiện trong điểm thôi. Thì tôi đề nghị là các đồng chí cũng nên tập trung vào những cái sự kiện rất trọng tâm thôi. Ví dụ như ngày Quốc Khánh của đất nước Lào, thì tháng 12 hàng năm là có một cái ngày Quốc Khánh, ngày Quốc Khánh của đất nước Lào, đến cái ngày giành độc lập, mà cái đấy là xương máu của bộ đội Việt Nam và của nhân dân Việt Nam, chúng ta phối hợp cùng với nhân dân Lào là giành lại cái thắng lợi cho nhân dân Lào để giành Quốc Khánh. Thì cái ngày đấy là kỷ niệm ngày Quốc Khánh, để chúng ta cần có những cái sự hoạt động tham gia phối hợp với Hội Việt Lào thành phố, rồi có thể chúng ta chủ động tổ chức những cái hoạt động nó thiết thực để chào mừng kỷ niệm Quốc Khánh Lào. Thứ hai nữa là chúng ta còn có những cái sự kiện là mang dấu ấn lịch sử giữa Việt Nam Lào, là cái ngày ký kết hiệp ước hữu nghị hợp tác và ngoại giao. Đấy. Thì nó có hai cái ngày, mà cái ngày như vậy là đối ngoại nhân dân thành lập cái tức là cái thiết lập đối ngoại, quan hệ đối ngoại nhân dân, ngoại giao nhân dân, ngoại giao về nước Lào và nhân dân Việt Nam là vào tháng 9 năm 1962. Thế còn cái ngày ký hiệp ước là vào cái ngày 18 tháng 7 năm 1917. Đấy, vừa rồi chúng ta gắn với cái năm kỷ niệm của đất nước Lào, 5 năm là đặc biệt quan hệ Việt Nam Lào, chúng ta mới có những cái tổ chức sự kiện. Thế còn hàng năm thì chúng ta phối hợp, nhà nước làm đến đâu thì chúng ta sẽ phối hợp đến đó. Thế còn những cái hoạt động Tết, rồi cái ngày truyền thống của Lào, ví dụ như là trong tháng 4 này là chúng ta tổ chức vào cái ngày Tết Beauty May của Lào. Đấy, thì cái ngày nhân dân Lào vui phấn khởi, nhưng chúng ta có Tết Nguyên Đán thôi. Thì Hội Việt Nam cũng phối hợp với các cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị xã hội cũng tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân gắn với lại các cái học sinh, sinh viên Lào ở Hải Phòng. Đấy, thì chúng ta có điều kiện làm cái đối ngoại nhân dân. Thế thì trên cơ sở đó là chúng ta có thể tham gia vào các hoạt động. Thì thay mặt các đồng chí được về dự lãnh đạo của thành phố, được về dự hội liên hiệp các đồng chí lãnh đạo hội liên hiệp thành phố và Hội Việt Lào, thì cho phép tôi được một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của huyện ủy ban và trận tổ quốc đối với chi hội hữu nghị Việt Lào của huyện Tây Trì, và rất là cảm ơn các đồng chí đã có rất nhiều cố gắng trong công tác xây dựng hội, góp phần cùng với hội hữu nghị Việt Lào thành phố để chúng ta thực hiện tốt cái công tác xây dựng hội và công tác đối ngoại nhân dân của thành phố. Thì chúc sức khỏe các bác, các đồng chí, chúc hội nghị chúng ta thành công. Thì cảm ơn các chị. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Tiến Thuật, huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, phát biểu với hội nghị chúng ta. Kính thưa đồng chí Vũ Văn Trà, phó chủ tịch hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng. Kính thưa đồng chí Phạm Quốc Huynh, chủ tịch hội hữu nghị Việt Nam của thành phố. Kính thưa toàn thể các bác, các đồng chí. Hôm nay thì cũng thay mặt lãnh đạo huyện Kiến Thụy, tôi rất vui mừng được về dự một cái buổi gặp gỡ đầu xuân và đồng thời tổng kết công tác hội của chúng ta năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Thì thay mặt công chí lãnh đạo huyện Kiến Thụy xin được trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe công chí lãnh đạo hội liên hiệp hữu nghị thành phố Hải Phòng, rồi hội thành phố cùng toàn thể các bác công chí, và gửi lời chào và chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Báo cáo công chí, các bác công chí, thì hôm nay có lẽ là một cái tôi rất ấn tượng
về dự, có thể nói là lần đầu tiên về dự cái buổi sinh hoạt hội của chúng ta. Thì cũng như ý kiến của đồng chí Phạm Quốc Vinh ấy, thì thấy cảm nhận một điều là hết sức vui mừng vì cái tổ chức hội chúng ta hết sức lớn mạnh. Có thể nói là qua nhiều cái thời gian thăng trầm lịch sử mấy chục năm tổ chức, nhưng mà đến nay thì vẫn huy động được một cái lực lượng rất hùng hậu. Cái thứ hai tôi cảm nhận đó là khâu tổ chức chúng ta hết sức chặt chẽ. Cái buổi tổ chức hôm nay ấy, thì cũng rất là khoa học và báo cáo rất là rõ xúc tích nội dung và chương trình gọi rất là nhịp nhàng. Điều đó khẳng định rằng điều gì? Điều đó khẳng định được là cái sức mạnh của chúng ta nó đã thấm vào trong tinh thần của mỗi hội viên. Một điều nữa hết sức vui mừng đó là trong cái công cuộc phát triển của huyện Kiến Thụy trong xây dựng nông thôn mới, công tác an sinh xã hội, trong nhiều năm qua thì hội của chúng ta cũng đã đóng góp hết sức tích cực. Như các bác đã thấy trong chương trình xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường, rồi công tác an sinh xã hội, rồi là thăm hỏi động viên. Và một cái đặc biệt nữa thì cũng đã thấy rằng là bác Huy cũng nói rồi, tôi chỉ nhấn nói thêm thôi, đó là hội chúng ta đã góp một phần rất lớn trong công tác đối ngoại nhân dân. Cái này là hết sức quan trọng, đối ngoại nhân dân. Thế về báo cáo các đồng chí thì tôi cũng ghi nhận và xin chúc mừng. Và đặc biệt là xin về phía huyện Kiến Thụy cũng sẽ tiếp thu ý kiến của đồng chí chủ tịch hội của thành phố. Và cũng thay mặt lãnh đạo huyện một lần nữa xin được chúc mừng các tập thể và cá nhân được khen thưởng ngày hôm nay. Và chúc hội chúng ta luôn luôn lớn mạnh, không ngừng và phát triển. Về thời gian tới thì báo cáo với các bác đồng chí thì thay mặt lãnh đạo huyện thì tôi xin đề nghị có mấy ý như này thôi. Một là chúng ta là tiếp tục xây dựng kiện toàn và phát triển hội viên. Đây là điều tôn chỉ của chúng ta. Đấy, hoạt động càng ngày càng lớn mạnh. Cái mục đích chúng ta như vậy. Cái thứ hai tôi đề nghị là các bác đồng chí trong hội tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của hội liên hiệp hữu nghị thành phố Hải Phòng, của hội thành phố, đặc biệt ý kiến chỉ đạo phát biểu của đồng chí chủ tịch. Thứ ba tôi đề nghị là để mà hội chúng ta ấy, mà phát triển tốt hòa chung với cái phong trào nhiệm vụ chính trị của địa phương của huyện Kiến Thụy và các xã thị trấn thì các đồng chí lãnh đạo hội thì lên phối hợp tốt với các phòng ban ngành của huyện. Trên huyện thì có thể là phòng nội vụ, là cơ quan quản lý nhà nước về hội, rồi là thành mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, rồi phòng lao động thương binh xã hội văn phòng, và dưới cấp cơ sở các xã thị trấn thì phải là ủy ban các xã thị trấn. Chúng ta phải dựa vào cái chính quyền cơ sở chúng ta mới phát triển được, mới gắn vào phong trào địa phương được. Thì về phía lãnh đạo huyện thì xin như vậy. Còn về phía đoàn huyện thì chúng tôi cũng xin hứa là sẽ cùng với các đồng chí để tiếp tục làm sao mà coi tổ chức hội chúng ta phát triển thì công tác đối ngoại nhân dân của huyện Kiến Thụy chúng ta cũng phát triển và góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của Kiến Thụy, xây dựng nông thôn mới và phát triển huyện Kiến Thụy ngày càng tốt hơn. Để báo cáo các đồng chí thì về huyện Kiến Thụy trong những năm nay, những năm gần đây thì cũng đã có những bước phát triển rất là tốt, thu ngân sách của huyện cũng đã đạt được giải cao, cũng ta năm 2023 là cũng đạt trên 500 tỷ và có nhiều xã xây dựng nông thôn mới. Và các cái tuyến đường của huyện bộ mặt ngày một tốt hơn và đặc biệt đời sống an sinh xã hội được tốt, thì trong đó có sự đóng góp không nhỏ của hội chúng ta, các bác đồng chí trong tinh thần. Thì một lần nữa thay mặt lãnh đạo huyện xin được trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của hội liên hiệp và các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng, xin cảm ơn hội thành phố, đặc biệt đồng chí chủ tịch, các đồng chí lãnh đạo hội thành phố đã quan tâm giúp đỡ huyện trong suốt thời gian qua, và mong các đồng chí tiếp tục giúp cho hội hữu nghị Việt Nam Lào của huyện Kiến Thụy ngày một phát triển vững mạnh. Và cũng thay mặt lãnh đạo huyện xin được chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, các ông các bác và toàn thể gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, và chúc cho buổi hôm nay chúng ta thành công viên mãn. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể các đồng chí hội viên, thay mặt ban tổ chức buổi gặp mặt, chúng tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo liên hiệp tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng, hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Kiến Thụy,
Phòng Nội vụ, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh huyện, Ban liên lạc quân tình nguyện, chuyên gia quân sự tại nào của thành phố Hải Phòng, Ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 38 quân tiên phong của huyện Kiến Thụy, Chi hội hữu nghị Việt Nam Lào quận Kiến An, quận Đồ Sơn và quận Lê Chân. Các tập thể và cá nhân các đồng chí đại biểu về thư đã có hoa và quà chúc mừng buổi gặp mặt của chi hội chúng tôi. Xin ghi nhận sự quan tâm sâu sắc và tinh thần nhiệt thành, hiệu quả của các đồng chí dành cho buổi gặp mặt mừng Đảng, mừng xuân, tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai phương hướng hoạt động năm 2024 của chi hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy. Những nội dung ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, chúng tôi xin trân trọng ghi nhận và xin hứa với các đồng chí cán bộ hội viên chi hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy luôn luôn đoàn kết, gắn bó, động viên nhau, giữ vững và phát huy phẩm chất truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của địa phương, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, tích cực chung tay góp phần cùng Đảng, nhà nước, chính quyền và nhân dân các cấp xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Xin cảm ơn đội văn nghệ của chi hội đã góp phần tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi và tràn đầy tình cảm của buổi gặp mặt này. Xin cảm ơn các đồng chí, các hội viên và phu nhân của các đồng chí cùng về buổi gặp mặt truyền thống đông đủ này đã chung tay góp phần tích cực giúp chúng tôi cả về vật chất và tinh thần tổ chức buổi gặp mặt mừng Đảng, mừng xuân thành công tốt đẹp. Xin kính chúc các vị đại biểu cùng các đồng chí hội viên và các chị em mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc, luôn chung tay xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam Lào như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, Việt Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước hồng hà cửu long. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí, xin bế mạc.